người nhắc bạn ở dưới xong. Lần đầu tiên đi casting hả? Dạ, đây là lần thứ hai. Lần trước em đi casting chương trình? Dạ, cho của anh Đồng Thường. Hiện tại chiều cao của em đang là 1m bao nhiêu ạ? 1m22? Dạ, 1m67. Rất là ngạc nhiên khi mà bạn ấy bước đi là cái gương mặt này rất là lạ. Đôi chân rất là dài và đẹp. Nhưng mà em đang sử dụng một đôi giày không đúng. Với một người mẫu thì đôi giày cao gót là điều rất là quan trọng với các bạn. Đặc biệt là người mẫu, nếu như trong trường hợp muốn phát triển là một người mẫu nữ, em phải rất là quen đôi giày của mình. Nhưng hiện tại ở đây á, đôi giày nó cản trở em kinh khủng luôn. Em đi mà lênh khênh mà mọi người thấy từng cú xoay của em nó sai kỹ thuật. Tại vì gu. Không, lý do em có đôi giày khác không? Dạ. Thế bây giờ em có một đầu. Em đi sai bao nhiêu? Dạ, chân em 39. Có một cái hình ảnh của Trà mình dễ hình dung ra, nếu mà Trà và một bộ đồ nữ để đi giày cao gót đúng không? Anh có luôn. Đây như này dễ hình dung ra. Mời stylist của chương trình sẽ cho bạn thì thay. Sao em? Sao không ủng hộ? Bởi vì những đôi giày chương trình chuẩn bị nó cũng như trang vậy. Không, anh không. Ơ. Mọi người ơi, không Ly nhảy cùng anh. Ủa anh cũng là giám khảo mà. Nhưng mà vấn đề ở đây là Ly ơi, anh đang nói là anh sẽ cho bạn ấy thay một bộ đồ để nữ tính hơn với bạn ấy, chứ anh chưa nói anh thử thách một đôi giày. Em bị sao vậy? Tặng giày đúng không? Tặng theo không? Em tặng đôi giày đúng không? Mọi người mới nói bạn là mọi người ơi, chúng ta cái nào? Nếu như mà bạn không chê đôi giày cũ thì Ly tặng cho bạn đôi giày, vì đôi giày này gắn bó với Ly 4-5 năm trời rồi. Xô đổ mạnh cường thì đi 400 mét nhưng mà chị vẫn đi đôi giày này rất cao, vì chị rất là yêu quý nó. Nếu mà bạn không chê thì Ly sẵn sàng tặng bạn luôn, vì nó đã rất là cũ. Nhưng mà chị có chọn bạn đâu? Ủa bây giờ mình đang giao lưu mà anh. À, giao lưu. Mình chưa có. Thì ra là giao lưu còn tặng đồ nữa, thế nên mọi người lên cố gắng. Có nghĩa vừa quay các bạn à. Để có hình ảnh mà. Ok rồi, bây giờ mình sẽ cho bạn mượn thử một trang phục nó nữ tính hơn. Với một đôi giày mà Hương Ly cho rằng là nó phù hợp với bạn. Để xem bạn có thuyết phục được 4 người còn lại không nhỉ. Rồi, mời stylist, mời bạn đi xuống dưới này nhá. Rồi, nhạc cho bạn tiếp theo nào. Xử lý với bộ trang phục này. Hiện tại em không biết xử lý với trang phục này. Mặc dù hiện tại em đứng, em đang rất đẹp nha. Em rất là tuyệt vời trong mắt của anh hiện tại với người mẫu nữ. Toàn bộ cái vai, chân của em đều rất là đẹp. Nhưng em không biết xử lý bộ trang phục. Vậy thì đến với tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam thì em sẽ làm gì với cái bộ trang phục như thế này? Thế em sẽ tập luyện nhiều hơn, theo dõi cho mình. Nghe nói với Trà hay là cái chuyện mà xử lý trang phục mà đi hơi xa rồi. Em phải học lại thiết quốc. Em phải học lại gương mặt của mình như thế nào thì nó mới xử lý được trang phục. Cho nên rất là cảm ơn Trà đến đây ngày hôm nay. Rồi, chắc là từ từ đã mời vốt đó nhỉ. Chưa chị đã cảm ơn này. Ủa, vốt rồi mà đúng không? Vốt chưa ạ? Nhưng mà thật ra Ly vốt đây là bởi vì Ly ủng hộ tinh thần của Trà rất là nhiều. Nhưng mà về nhà mình nhớ tập luyện, bởi vì Ly thấy Trà là một người rất là tiềm năng. Bạn là một người mẫu lưỡng tính, có khuôn mặt, có thân hình rất là tốt. Nên hy vọng là về cái việc mình về học cái gốc thêm nhiều hơn, cố gắng hơn nha. Một phần nữa là chị Ly vote cho em, tại vì là nhanh lẹ trả chị Ly đưa giày chị quay hình tiếp này. Đây. Quần này là cô trước em mới đã cho cô xong rồi. Thật ra là chị bồ lại thì chị quay hình tiếp xong. Không, nhưng mà anh thì anh nghĩ là em, từ từ em. Anh thì anh nghĩ là em còn có cơ thì nó xa hơn với công việc người mẫu với gương mặt này của em. Và do vậy thì anh sẽ quyết định là tặng cho em một cái phiếu của học viện bên anh. Anh không có PR một chút xíu nào, nhưng mà cái học viện này là em sẽ có những buổi training catwalk với những người này. Để anh nghĩ là anh sẽ chọn em, anh quyết định đầu tư vào em, anh thấy em ổn. Anh thấy em ổn nên anh quyết định anh tặng luôn cho em cái phiếu này để em đi học nhá. Nhớ đi học nha. Và anh muốn tặng được tặng cái phiếu này nhá.
thì ở dưới kia có rất nhiều, nhưng ở trên này phải đồng ý trao phiếu. Cô gái ơi, cô gái rất là đẹp nhá, nhưng bây giờ chúng ta làm thế nào để rèn luyện thật tốt thôi. Rồi, nhìn lên trên nào, đừng đi xuống dưới đất. Nãy giờ đi cứ nhìn dưới đất.